đây nộp cho quan là được rồi. Nhớ đừng khai gian. Lên. Dạ. Đem chiếc rương này và nén vàng kia ra ngoài thuyền cho ông. Nếu các ngươi làm thất lạc, ta sẽ chặt tay các ngươi. Rương vàng này thuộc về bà. Bà và anh chàng đánh cá kia xứng đáng được hưởng nó. Còn tôi, suốt đời lên đên trên biển, bây giờ chỉ đáng gửi xác cho biển mà thôi. Vĩnh biệt bà. Tôi xin gửi lại bà người gia nhân già trung tín. Mong bà hãy bảo bọc ông ấy.